Hôm nay là ngày thứ ba mấy đứa nhỏ nó đòi ra tắm hồ bơi tiếp, thì mình có quyết định cho nó chơi trong cái hết cái mùa hè đó mình mới thả cá vô. Anh em thấy rất là vui không? Xây một cái hồ cá cho ở nhà rất là bổ ích mà mấy đứa nhỏ nó mê nhất luôn á. Rồi anh em với mấy đứa nhỏ cùng trải nghiệm nha. Go!
Ôi ôi ôi!
Rồi bây giờ tắm xong rồi một chút ra nướng chút thức ăn nha. Dạ. Đập ba chỗ. Đúng không? Dạ anh đập. Hạn chế đập nước. Có chỗ nướng chút thức ở ngoài. Đúng rồi, hạn chế đập nước gì có chỗ đang nướng chút thức ở ngoài. Nè chơi gì? Đây bữa nay nướng một cái lò. Chơi trò gì nữa? Chơi gì ta? Chơi gì? Không, bây giờ chơi muốn được thì ai thua mày xử phạt mày ném bóng đi. Rồi chơi vậy thôi. Đây là những thành viên quậy phá nãy giờ nè, có thành viên nữ nè. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái lò đá để nướng xúc xích cho mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Mình mới chạy đi siêu thị mình mua nè. Đây, mình để đi cái bếp điện, bếp hồng ngoại ha, mình sẽ nướng xúc xích gọn đơn giản nhất. Ai ăn mới được ăn hả? Bây giờ ai nấu một giờ mình ăn được. Rồi mấy giờ rồi ta? Mấy giờ? Ở gì vậy? Mới có 4 giờ. Thôi, bây giờ bây giờ nè, bây giờ đi chơi giờ này không? 4 giờ rồi. Thì sao? 4 giờ sao? Phút 5 giờ cũng đi học rồi. Đâu gì đâu, hôm nay đâu có giờ vậy cho đi đâu. Mà ý là 4 giờ rồi, giờ không chịu chuẩn bị rồi. Khỏi luôn. Chê đi. Kỹ buổi đầu luôn. Khỏi luôn. Ngoài nó có đi học rồi sao? Đúng rồi, đâu đi học đâu nhưng mà chơi đi, có gì đâu. Có muốn ăn. Nè bây giờ cũng còn đến 5 giờ này. Bây giờ người muốn đi giờ 5 giờ cũng học gì? Có hộp giang. Cô bóp của ngoài này nhìn con chuột đen đó rồi. À, có hộp giang nữa. Thôi bây giờ thử hát đi, bây giờ biết làm sao cháu này dài rồi. Bây giờ ai vô đúng không? Hãy nhìn ba người kia ăn một chút xích. Chưa không? Ủa 4 người chứ. Ờ độ 5 người đúng rồi, cho 4 người. Chưa không? Còn được bao nhiêu cái bông bông? Nhiều lắm. 5 cái. 4 cái. Dạ, bô thêm cho 1 cái cho chơi nhờ đi. Cái này chắc không chứ sao? Cái này là cái nặng nhất, mình nãy giờ cái này là cái nặng nhất. Cái này là cái nặng nhất. Hỏi giờ chấm cho Phương đã không? Còn bao đây sướng không? Phục vụ tận tình luôn ha. Chúc thu người 50 nha. Có chút xích tận tình hả? À, có chút xích mà bữa nay có chút xích tận tăng giá chứ. Chút xích còn nữa nào đủ anh Phi vô đây. Tôi lớn rồi con, chấm chưa? Không, không có cay. Cay cay. Nè quay quay dùng nướng chuột kiều rồi ăn đi đó. Mời tất cả mọi người cùng ăn với tụi mình nhé. Mời
Ừ, hả? Mày làm thầu rồi, rất là hả?